Xin chào anh em, mình là Hợp. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến anh em một cái hãng đồng hồ khá là nổi tiếng ở UK, ở Anh. Nếu như anh em nào ở Anh thì anh em chắc là sẽ biết hãng này, Graham. Mà như các bạn thấy là chúng ta sẽ có một cái hộp rất là to lớn ở trên mặt. Hộp này nó phải là 20 phân đó, và nó sẽ có cái logo Graham cùng với đó là chữ Watchmaker xin 1695, từ 1695. Graham thì là một cái hãng rất là nổi tiếng của Anh, và nó nổi tiếng bởi những cái đồng hồ mà có cá tính độc lạ rất là đẹp. Và chiếc Graham này mình mua, mình cũng tính để đeo vì chiếc Graham này rất là đẹp. Tuy nhiên anh em nào trả giá được thì cứ bán thôi. Đây là một chiếc Graham Silverstone Vintage size 44, và nó có mã là 2SABS chấm B05A. Và mình sẽ mở ra để cho anh em cùng view. Hộp của chiếc này cũng được làm rất là sang trọng. Ở trong thì chúng ta có một cái hộp gỗ đen màu piano đen bóng, và nó được làm rất là sang. Ở phía dưới thì chúng ta sẽ còn một vài những cái, đây là cái tag của sản phẩm đi kèm. Nó được làm bằng chất liệu là khá là lạ, bằng da. Da này là da nhân tạo, cho nên là mình sờ nó có cảm giác nó vừa giống cao su vừa giống da. Đây là một sợi dây handmade mà chủ cũ đã dùng và làm thêm. Sợi dây handmade mà màu nâu chỉ trắng, khá đẹp. Chúng ta sẽ có một quyển sổ, và quyển sổ này có logo của Graham ở phía trên. Và các bạn thấy là nó ghi rõ đây là what passport, tức là nói đến cái này là cũng sẽ là một quyển passport dùng cho cái đồng hồ này. Đây là một cái cách chơi cũng rất là hay của Graham đó. Khi các bạn đi thế giới thì các bạn rất cần cái passport, và cái này nó cũng gần như kiểu chứng minh thư thế giới dành cho chiếc đồng hồ này. Bìa phía ngoài thì nó được làm bằng da và nó được ép xuống, cho nên chúng ta cảm giác nó là sờ giống tấm bìa hơn, và nó ép xuống thẳng cái tấm bìa. Ở phía trong thì chúng ta sẽ thấy những cái thông tin, như ở đây là ref number của nó là 2SABS này, B05A, và chiếc này có số hiệu sản xuất là số 227. Graham thì cũng là một hãng sản xuất với cái số lượng cũng hạn chế và nó cũng ít, cho nên là chúng ta cũng khá là ít thấy. Ở dưới thì các bạn sẽ thấy là người làm cái đồng hồ này người ta sẽ ký đó. Ở phía sau thì các bạn thấy là chúng ta sẽ có một quyển sách hướng dẫn, và quyển này thì nó ghi rõ đây là dòng Silverstone Vintage 44. Chúng ta sẽ có movement của nó là caliber G1702 đó, có 28.800 tần số dao động, chúng ta có 59 chân kính, và chúng ta có khoảng 40 giờ tích cóp. Ở đây các bạn thấy là nó sẽ có những cái khác như là Inca Block Shock Absorber, nó sẽ chống sốc tốt hơn cho cái bộ máy này, và chúng ta có đầy đủ ở đây. Nói chung là cái caliper này cũng khá là hay, và tí nữa mình sẽ show cho anh em. Ở trong là hướng dẫn sử dụng bình thường của dòng này. Dòng này có một cái rất đẹp, chút nữa mình sẽ chỉ cho các bạn, là đó cũng là lý do tại sao mình thích chiếc này. Chiếc này là một chiếc size 44 mm, cho nên là các bạn sẽ cần phải tay cũng khá là to, 17.5 cm trở lên. Đây là của một cái của shop shop World ở bên UK, và đây là nơi mà bán ra cái sản phẩm này. Chúng ta sẽ đến với nhân vật chính. Với cái hộp này thì nó rất là nặng, và ở phía trong thì các bạn có thể thấy là nó được làm rất là đẹp với cái màu gỗ ở đây. Đây là một phần gỗ nâu, cùng với đó là tất cả các cái phần này của chúng ta thì được bọc da. Nói chung là về chất lượng hoàn thiện cái hộp thì mình không có gì để chê cả. Nó cũng mang tính handmade khá nhiều và mang tính công nghiệp cũng khá nhiều. Đây là chiếc Graham Vintage 44 Silverstone, và mình sẽ bỏ nó ra để cùng show với anh em. Chiếc Graham này thì nó có những cái đặc điểm khiến cho mình thích. Đầu tiên là cái cách phối màu của nó. Với cái cách phối màu của nó thì như các bạn thấy ở đây là nó sử dụng cái tông màu nâu. Thường là những cái vintage thì chúng ta sẽ thấy là cọc cọc số của nó thì sẽ được làm màu với những cái màu như kiểu màu ngà vàng này. Đó, và các bạn sẽ thấy là ở đây nó có cái cọc số 6 và cọc số 12 được làm ngà vàng rất là đẹp. Cùng với đó là những cái chấm dạ quang ở phía ngoài.
Các bạn thấy ở đây là chúng ta có đầy đủ những cái chấm dạ quang trừ vị trí 6 và 12, bởi vì tại vị trí này, hai vị trí này thì của chúng ta thì cái số 6 và số 12 này đã là cái lum luôn rồi. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có lum ở bộ kim nữa. Đây là một chiếc chronograph, cho nên là các bạn sẽ thấy là nó sẽ có hai cái ô sắp đầy ở phía trong. Và chronograph của chiếc này thì có một cái ô 30 phút ở đây để chúng ta có thể tính phút. Và chúng ta có kim giây ở góc 3 giờ. Các bạn thấy kim giây ở đây. Một điểm đặc biệt nữa trên chiếc này đó là cái lịch ngày của nó thì đặt ở vị trí 7 giờ. Rất là lạ, và mình thì ngày sinh của mình cũng ở tháng 7, cho nên là mình lại thích cái đặc điểm này và nó hoàn toàn hơi khác với người một chút. Chúng ta có dòng chữ là Silverstone ở góc 6 giờ và dòng cái logo Graham ở góc 12 giờ. Đó. Ở phía ngoài thì các bạn sẽ thấy là niềng benzen của nó, niềng benzen thì nó sẽ được tách thành hai phần. Đây cũng là một đặc điểm mình thích. Phần phía trong liền với kính thì nó được làm benzen bóng, và phần phía ngoài của chúng ta thì sẽ là nơi mà có cái họa tiết Cloud de Paris. Cái họa tiết này thì nó hiển thị ở rất là nhiều những cái thiết bị công nghiệp mà muốn có tính tinh tế ở trong đó. Và các bạn thấy ở đây là với một cái niềng ngoài của chúng ta có ba cái chúng ta sẽ có ba cái dòng Cloud de Paris được chạy quanh cái niềng này. Đó, và với cái Cloud de Paris này thì các bạn sẽ giảm thiểu được tối đa những cái vết xước, và chiếc đồng hồ của chúng ta nhìn nó sẽ đẹp và tinh tế hơn khá là nhiều. Một chiếc đồng hồ nó có dáng 44mm và cũng gọi là, nếu mà các bạn gọi là khá thô, thì khi mà có cái niềng Cloud de Paris này vào thì mình nghĩ là nó sẽ đẹp và tinh tế hơn rất là nhiều. Và đó cũng là một trong những cái lý do mà mình thích ở trên chiếc này. Đó. Họa tiết Cloud de Paris còn được thể hiện, Graham thể hiện ở trong hai cái phần núm này. Và như các bạn thấy là núm của nó rất là to, và thực sự là cái núm chrono này bấm rất là đã tay, cực kỳ nhẹ. Đó, các bạn phải cầm ở ngoài thì chúng ta mới thấy được cái cảm giác này. Đó, các bạn thấy mình ấn rất là nhẹ nhàng, không có gì cả. Núm chính của chúng ta ở đây, và núm chính thì nó cũng làm với một cái cơ cấu khá là lạ. Chúng ta sẽ có một cái vít ở phía ngoài, và núm này là núm skew down, cho nên các bạn sẽ phải vặn ngược ra. Đó, và ở phía trong thì chúng ta sẽ được cố định cái núm này và vặn chặt cái núm này bởi một cái vít ở đây đó. Và khi các bạn không sử dụng đến thì các bạn sẽ vặn vào. Phần bên thân trái của chúng ta thì không có gì cả. Phần bên thân trái thì chúng ta sẽ nhìn rõ hơn cái niềng Cloud de Paris, và cái phần thân này nó được làm tròn và nó sẽ ôm lấy phần đáy của chúng ta. Đó, các bạn thấy là phần bên này thì như ba núm như mình đã nói, nó cũng có những cái đường vân này giúp cho chúng ta có ma sát khi chúng ta sử dụng. Lắc của chiếc này thì nó được làm cong xuống, và các bạn nhìn thấy nó cong gập hẳn xuống, cho nên là tay các bạn đeo nó cũng khá là dễ, cũng không có gì cả. Mình sẽ đeo thử vào để cho anh em thấy, và với tay của mình nó khoảng tầm 18cm. Đây, anh em có thể thấy ngay là với cái tay này thì mình đeo hoàn toàn bình thường. Anh em chỉ cần tay khoảng 17 là có thể là đeo được chiếc này rồi. Đó. Và chiếc này nó là một chiếc dáng rất là thể thao, cho nên phù hợp với anh em nào hay mặc jean cũng như là mặc các đồ thể thao. Còn nếu anh em nào mặc văn phòng công sở thì mình nghĩ là nó sẽ không hợp với chiếc Graham này lắm, vì nó khá là dày, chúng ta sẽ không thể nào đút được vào trong cái tay áo của những cái áo sơ mi của chúng ta. Đó. Ở phía sau thì chúng ta sẽ có cái bộ máy của đồng hồ này, và như mình nói đó là G1702. Mặt sau thì cũng được làm hoàn thiện rất là đẹp với cái logo Graham ở đây. Chúng ta sẽ có dòng chữ Watchmaker Sin 1695. Đây là một dòng chữ rất là tự hào của Graham. Chúng ta có ở đây là number 227, là chiếc thứ 227 được sản xuất. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có là độ chống nước 100m và serial number của nó, được khi cũng khá là lạ. Các bạn sẽ thấy ngay là bộ máy phía trong. Bộ máy phía trong thì chúng ta sẽ có một cái củ văng. Củ văng của chúng ta vẫn đầy đủ những cái đường vân Geneva Stride. Tuy nhiên là nó đã được làm DLC cốt đen để cho nó nhìn nó mạnh mẽ và manly hơn, và hợp với chất của chiếc đồng hồ chronograph hơn. Trên cái củ văng màu đen này thì nó có ghi rõ Graham Swissmade, cùng với đó là dòng chữ là 59, tức là 59 chân kính, và có thể điều chỉnh tại 5 vị trí. Các bạn thấy là bộ máy ở phía dưới thì nó được làm khá là kỹ, với những cái phần của bộ máy lộ ra của chúng ta thì đều được làm những cái vân đánh xoáy. Và ở đây là chúng ta sẽ có cái balance wheel màu vàng chạy rất là đẹp, với cả Inca Block Upshotter như là họ đã nói. Đó, các bạn có thể tìm hiểu thêm cái thông tin này ở trên đấy. Và bộ máy này là một bộ máy được làm rất là tốt của Graham. Đó, nó không phải là máy modify, nó là máy in-house của Graham mà họ chế tạo lên rất là tốt.
Như các bạn thấy ở đây là chiếc Graham này thì nó có một bộ máy ở đáy đằng sau được làm khá là gọn đó. Các bạn có thể thấy là mặt sau của chiếc Graham này thì được cố định bởi 6 con ốc, và 6 con ốc này thì được chia đều ở hai bên càng đó. Và chiếc này thì nó được gắn với cái này và có độ chống nước là 100m, cho nên chúng ta dùng sẽ rất là tiện. Đi kèm với chiếc này là một sợi dây khá là khó và hiếm gặp tại Việt Nam, đó là một sợi dây da bò. Tuy nhiên nó được làm patina với cái màu nâu nhạt và nâu đậm xen kẽ với nhau, và nó thực sự hợp với cả cái mặt vintage này. Như các bạn thấy là nó màu của bộ dây da thì nó cực kỳ hợp với cả cái lume của chúng ta, cái lume màu vàng ngà của chúng ta. Kính trên chiếc này sử dụng đó là kính sapphire và nó có phủ chống lóa đầy đủ hai mặt với nhiều lớp, mà các bạn sẽ thấy là nhiều góc là chúng ta thấy cái chiếc Graham này cực kỳ trong trẻo. Và bây giờ thì mình sẽ test cái lum cho anh em. Lum của chiếc này thì cũng rất là đẹp, như mình đã nói là lum của nó thì có tại những cái chấm ở đầu này đó, và chúng ta sẽ có ở vị trí số 6 và số 12. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có ở hai kim nữa. Mình sẽ chiếu đèn UV vào và sau đó sâu cho anh em. Đó, anh em nhìn ấy, chỉ cần chiếu đèn UV vào là nó đã bắt đầu đỏ khác rồi. Rồi. Và anh em có thể thấy là lum trên chiếc này nó rất là sáng. Đó. Lum trên chiếc này cực kỳ sáng và nó đẹp, nó tinh tế với những cái chấm ở đầu đó, và cái chấm này nhiều khi buổi tối chúng ta nhìn nó sẽ phản chiếu vào cái cạnh của chúng ta ở bên, và chúng ta sẽ nhìn thấy nó rất là đẹp. Đó, rồi. Đi kèm với chiếc Graham này thì các bạn sẽ có đó là một cái khóa, và khóa xiên trên chiếc này cũng rất là lạ. Các bạn thấy là cái khóa xiên của nó được làm khá là mảnh, tuy nhiên cực kỳ khỏe, và nó được làm dài ra để giúp cho chúng ta khi mà chúng ta đeo thì chúng ta sẽ không bị cái phần dây nó gấp nhanh quá. Đó, các bạn sẽ thấy là với những cái khóa thường thì cái phần dây này nó ngắn đến đây, và nó sẽ gấp cực kỳ gắt, và với cái khóa này thì nó sẽ làm cho chúng ta có cảm giác đeo nó dễ chịu hơn. Đây là một cái rất là tinh tế của thương hiệu này, và nó có đầy đủ cái tên Graham ở trên cái này được khắc laser, và như các bạn thấy là cái khóa này được làm rất là mạnh. Rồi. Trước này thì mình trước tiên là mình để đeo đã, còn nếu mà anh em mà có đam mê thì anh em có thể qua bên mình thì mình có thể chia sẻ để anh em lên tay. Và với một chiếc này thì giá hãng tại Anh bán với giá tương đương là 7.600 đô la Mỹ. Với 7.600 đô la Mỹ thì nó vào khoảng tầm 130 triệu tiền Việt Nam. Còn chiếc này thì mình dĩ nhiên là giá của mình luôn rất là tốt. Và với chính sách là 1 đến 10 nếu nó không phải chuẩn chính hãng, anh em có thể hoàn toàn yên tâm. Chiếc này mình cũng sưu tập được, và giá của mức nó chỉ khoảng một nửa so với giá hãng thôi. Cảm ơn em rất là nhiều đã theo dõi video, và xin hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.